Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng thứ 6 ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Đắk Lắk nỗ lực loại trừ bệnh lao ra khỏi cộng đồng. Sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên nước trong sản xuất nông nghiệp. Đắk Lắk phấn đấu có thêm nhiều trường đạt chuẩn quốc gia. Liên Hợp Quốc cảnh báo nạn đói nghiêm trọng tại Sudan. Ngoại trưởng Mỹ quay lại Trung Đông thúc đẩy ngừng bắn tại Gaza. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Mùa khô năm 2024 được dự báo sẽ khốc liệt và kéo dài. Nhu cầu bơm tưới cho cây trồng lớn hơn những năm trước, do đó ngành điện đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cấp điện an toàn, ổn định để phục vụ công tác chống hạn của người dân. Theo tính toán của cơ quan chức năng, năm nay tốc độ tăng trưởng nhu cầu phụ tải ở mức 5-8% và có thể lên đến 12% so với năm 2023. Trên cơ sở số liệu công suất phụ tải, ngành điện đã tính toán dự báo các tuyến đường dây thiết bị có thể bị đầy tải hoặc quá tải, từ đó xây dựng phương án chuyển kết dây chống quá tải để chủ động hơn cho công tác vận hành, ngăn ngừa các yếu tố chủ quan có thể gây sự cố lưới điện trong việc vận hành hệ thống điện. Trước mùa khô, Công ty Điện lực Đắk Lắk cũng đã chỉ đạo các điện lực trực thuộc giám sát thường xuyên và xử lý san tải kịp thời những trường hợp quá tải đường dây, trạm biến áp phụ tải, áp tô mát hạ thế v.v. để vận hành an toàn thiết bị, kiểm tra đường dây và trạm biến áp, tăng tần suất đo nhiệt độ tại các vị trí tiếp xúc, đặc biệt là các thiết bị mang tải cao để kịp thời phát hiện điểm bất thường và xử lý ngăn ngừa sự cố. Theo số liệu thống kê của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, hiện toàn tỉnh đang quản lý điều trị trên 1.000 bệnh nhân lao. Những năm gần đây, số lượng bệnh nhân mắc lao đều gia tăng, trong khi đó, số bệnh nhân mắc lao chưa được phát hiện trong cộng đồng còn rất lớn. Với số ca mắc không có dấu hiệu giảm, điều này đặt ra một thách thức không nhỏ đối với mục tiêu loại trừ bệnh lao vào năm 2030. Hiện nay, bệnh lao được xếp vào nhóm B là nhóm bệnh cần được chú trọng để tiến tới chấm dứt vào năm 2030. Vì vậy, chương trình phòng chống lao quốc gia cũng như Bệnh viện Phổi Trung ương đã chỉ đạo chương trình phòng chống lao của các tỉnh, trong đó có tỉnh Đắk Lắk, tiếp tục phát huy những thành quả các năm trước đã đạt được, xây dựng kế hoạch để thực hiện công tác phòng chống lao đạt hiệu quả trong năm 2024 cũng như các năm tiếp theo. Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng và từng bước thực hiện các kế hoạch phòng chống bệnh lao, trong đó đẩy mạnh các hoạt động nhằm phát hiện các trường hợp bệnh nhân mắc lao khi tới khám tại cơ sở y tế, triển khai khám chủ động các đối tượng đang sống trong cộng đồng nhưng nguy cơ cao mắc bệnh lao. Tầm soát lao tiềm ẩn rất quan trọng bởi lao tiềm ẩn là những người đang mang vi khuẩn lao trong người nhưng chưa phát ra bệnh. Huyện Madarak hiện có 62 công trình thủy lợi, chủ yếu là các hồ chứa vừa và nhỏ, tưới cho trên 5.000 hecta cây trồng các loại. Trong đó có 1.900 hecta cà phê, gần 2.000 hecta lúa và gần 350 hecta hoa màu. Đến thời điểm hiện tại, có 32 trên 48 hồ chứa có mức nước thấp hơn cao trình ngưỡng tràn. Nếu tình trạng nắng nóng tiếp tục kéo dài, nguy cơ hạn hán trên địa bàn huyện Madarak có thể xảy ra. Để chủ động ứng phó với hiện tượng El Nino, nắng hạn, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện Madarak đã chỉ đạo các cấp ngành địa phương chủ động rà soát đánh giá cân đối nguồn nước thực tế trên các hồ đập, sông suối, nguồn nước ngầm của từng vùng để điều tiết khai thác hợp lý, tuyên truyền vận động người dân chủ động nạo vét kênh mương, ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm. Tiếp tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đầu tư kinh phí tu sửa các công trình thủy lợi xuống cấp, hư hỏng, xử lý cấp bách hố sói hiện tượng thấm nước qua chân bờ đập. Được biết, toàn huyện Madarak đã gieo trồng vụ đông xuân 2023-2024 với tổng diện tích trên 4.976 ha, đạt 100,62% kế hoạch. Hiện nay đang vào cao điểm của mùa khô, nguy cơ xảy ra cháy rừng luôn trong tình trạng báo động. Chính vì vậy, các ngành chức năng cũng như các đơn vị địa phương của huyện Krông Bông đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phòng cháy, chữa cháy rừng. Từ đầu năm 2024 đến nay, Hạt Kiểm Lâm huyện Krông Bông đã tổ chức tuyên truyền bằng xe loa lưu động tại 14 xã thị trấn trong toàn huyện về nội dung quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Đơn vị cũng tiến hành ký 1.500 bản cam kết không phá rừng, khai thác, mua bán lâm sản, động vật rừng trái phép với các tổ chức cá nhân và phát 300 tờ áp phích có nội dung về bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường cho người dân sống gần rừng, ven rừng. Hiện nay, không chỉ ngành kiểm lâm, các chủ rừng và đơn vị được giao rừng, các cấp ngành tổ chức đoàn thể của huyện cũng cùng vào cuộc tổ chức các đợt tuyên truyền vận động, phát động quần chúng nhằm nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ, phòng cháy rừng.
Công an huyện Krông Bách đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu thương và xe đạp điện khiến một học sinh tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 20 tháng 3, em L, 13 tuổi, học sinh của một trường trung học cơ sở thị trấn Phước An, huyện Krông Bách, điều khiển xe đạp điện lưu thông từ đường hẻm rẽ ra quốc lộ 26 để về nhà. Khi đang lưu thông sang đường thì xe của em L đã xảy ra va chạm với xe cứu thương mang biển kiểm soát 47A44971 do tài xế Trần Quang Tín, trú tại phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 26 hướng thành phố Buôn Ma Thuột đi Khánh Hòa. Sau va chạm, em L được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do bị thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Theo camera an ninh của người dân ghi lại, thời điểm trên em L điều khiển xe đạp điện từ đường hẻm đi ra đã dừng lại quan sát. Một lúc sau, khi có xe ô tô trong hẻm cùng rẽ ra, học sinh này điều khiển xe đạp điện nép theo để sang đường. Tuy nhiên do bị xe ô tô di chuyển cùng chiều che khuất tầm nhìn nên em L đã xảy ra va chạm với xe cứu thương. Thưa quý vị và các bạn, tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về Môi trường và Phát triển được tổ chức từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 1992, Liên Hợp Quốc đã ra nghị quyết lấy ngày 22 tháng 3 hàng năm là Ngày Nước Thế Giới và bắt đầu được tổ chức thường niên từ năm 1993. Ngày Nước Thế Giới là một sự kiện quốc tế được tổ chức nhằm tạo điều kiện để người dân trên khắp trái đất thấy được tầm quan trọng của nguồn nước sạch và góp phần tăng cường quản lý bền vững nguồn tài nguyên quý giá này. Hiện nay, nguồn nước mặt nước ngầm tại Đắk Lắk đang giảm mạnh do tác động của biến đổi khí hậu và khai thác sử dụng không hợp lý. Để đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất, những năm qua nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm, góp phần bảo vệ nguồn nước. Nhờ áp dụng mô hình tưới nước nhỏ giọt mà hơn 2 hectare hồ tiêu của gia đình ông Hoàng Đức Khóa ở xã Ehô, huyện Chư Quyên không còn lo tình trạng thiếu nước tưới vào mùa khô. Bên cạnh việc tiết kiệm nước, ông Khóa còn kết hợp bón phân qua hệ thống tưới để giảm chi phí. Muốn đảm bảo được cái sản phẩm tiêu nó đạt được chất lượng thì cần phải có cái đầu tư về cái nguồn nước tưới. Nguồn nước tưới này là có nhiều cái cách để mà tưới, trong đó có cái mô hình tưới tiết kiệm. Như tôi đây làm cái mô hình tưới tiết kiệm như là tưới nhỏ giọt công nghệ Israel, tức là từ năm 2017 đến thời điểm này thì vẫn đang còn sử dụng tốt. Tức là cái mô hình này, tức là chất liệu của Israel này, tức là được đảm bảo, tức là được 8 năm mới phải thay thế nó. Đối với nguồn nước thủy lợi thì luôn luôn đảm bảo cho người dân và gia đình ở đây, nhưng mà gia đình vẫn luôn chủ động là làm theo phương pháp hữu cơ, là để cỏ, để thảm cỏ. Mặc dù cây sầu riêng thì cần lượng nước vừa, không cần nhiều, nhưng mà luôn luôn cần phải có nước. Cho nên là gia đình đã chủ động để cỏ và tưới tiết kiệm theo phương pháp là tự động. Đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có trên 30.000 hecta cây trồng các loại sử dụng công nghệ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm. Việc ứng dụng công nghệ để tưới giúp tăng năng suất từ 10 đến 40%, giảm chi phí công chăm sóc, tăng thu nhập 20 đến 25% và tiết kiệm nước so với tưới truyền thống từ 20 đến 50%. Và ngay từ đầu năm thì Sở Nông nghiệp đã chỉ đạo các địa phương rồi đơn vị tu sửa công trình thủy lợi và đảm bảo tích nước để tưới cho diện tích cây trồng. Và đến cuối năm thì xác định là chi tiêu kế hoạch tưới từ các công trình thủy lợi đã đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Ngành nông nghiệp Đắk Lắk đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nhân rộng mô hình tưới nước tiên tiến nhằm thay đổi thói quen sử dụng nước, thay đổi phương thức tưới, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, góp phần hiện thực hóa nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Năm học 2023-2024 là năm đánh dấu cột mốc đáng nhớ của thầy và trò trường Trung học phổ thông Trần Phú, thành phố Buôn Ma Thuột khi được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Để đạt chuẩn, trường Trung học phổ thông Trần Phú đã kiện toàn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, giúp nhà trường tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục. Tỷ lệ học sinh khá giỏi ngày càng cao, nhiều em đạt thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi, v.v.
thầy cô đã tổ chức ra lớp học phụ đạo buổi chiều kèm một tuần là học cả một tuần luôn. Và mỗi tiết học đó thì thầy cô đều dành thời gian ra để ôn cho các bạn từ kiến thức nền cho đến ôn các bạn đi thi vào đại học là ôn sâu, ôn cao. Thì đối với nhà trường thì làm cái vùng ven, nằm ở vùng ven thành phố Buôn Ma Thuột, về chất lượng đầu vào thì thấp hơn nhiều trường, trong đó thì so với thành phố thì thấp nhất trong khu vực thành phố. Cho nên là cái kế hoạch đề ra của nhà trường thì cũng cố gắng là để đảm bảo cái nâng được cái chất lượng giáo dục. Thì hàng năm nhà trường đã đề ra kế hoạch tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông phải đạt hoặc là bằng cái mức mặt bằng chung của tỉnh trở lên. Xác định xây dựng trường chuẩn là nhiệm vụ quan trọng, trong những năm qua ngành giáo dục và đào tạo Đắk Lắk đã hỗ trợ cho các trường cận chuẩn, trường ở các xã nông thôn mới. Nhờ đó, số trường đạt chuẩn ở các cấp học đều tăng. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 622 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia, chiếm 60%. Thực hiện có hiệu quả quy trình đánh giá, và đặc biệt sau khi đạt chuẩn rồi, kiểm định chất lượng thì phải có kế hoạch để duy trì và cải tiến chất lượng sau khi đánh giá. Trong những năm tiếp theo, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc các trường, triển khai công tác xây dựng trường đạt chuẩn, yêu cầu các trường học đã đạt chuẩn tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng, đồng thời lan tỏa phong trào xây dựng trường học hạnh phúc trên nền tảng trường chuẩn quốc gia để duy trì đạt chuẩn và nâng chuẩn. Thí điểm xây dựng tiết học thông minh, lớp học thông minh, trường học thông minh, v.v.